Hello, xin chào bạn nhé. Xin chào bạn trong kênh YouTube và sao channel. Đây, hôm nay có một cái bộ mà các bạn, những nhà nào mà lắp công tơ chắc sẽ dùng đến bộ này rất là nhiều luôn. Đấy, cho bạn xem. Bộ này là bộ chuyển hai công tơ theo tháng bạn nhé. Đây cho bạn xem nhá, bộ thời chuyển mạch công tơ. Bộ này sẽ giúp là đảo chiều hai công tơ tự động trong gia đình các bạn ấy. Bởi vì hiện tại thì chắc là cái phương án mà lắp thêm hai công tơ thì chắc là nhiều anh dùng rồi. Đây cho bạn xem luôn này. Đây. Ai rồi, tí nữa bục. Đây, cái bàn nó hơi bẩn tí nhá. Sorry. Đây cái bộ này. Nhưng bạn nào mà lắp thì chắc sẽ biết về cái nhà các bạn mà có hai công tơ ấy. Công tơ nhà bạn thường thì nhà các bạn bây giờ sẽ rơi vào tình trạng là lắp hai công tơ. Công tơ A và công tơ 1 và công tơ 2. Thì thường các bạn mà chưa cái trước kia mà sử dụng ấy, thì thường là phải đảo bằng tay. Tức là các bạn phải đi ra trèo lên cái cột nhà mình ấy, gạt cầu dao đảo chiều, thì nhiều khi các bạn hay bị quên. Bởi vì nhiều ông đi làm bận khi là quên mãi mất không đảo chiều công tơ thì là bị tình trạng là nó tính tiền cao quá. Thì bây giờ nó mới phát sinh ra một cái nữa, tức là nó thêm cái phương án mới là nó sẽ có một bộ hẹn giờ tự động và đảo chiều công tơ. Thì các bạn muốn là ngày bao nhiêu thì nó đảo thì nó sẽ đảo cho bạn, chẳng như bây giờ nhà các bạn là đến ngày 15 nó chốt số đúng không? Thì tức là 15 chốt số đến 15 tháng sau thì là một tháng thì các bạn sẽ chia đôi ra thành hai cái thời gian đảo công tơ thì mỗi công tơ nó chịu một nửa thôi, rất là hợp lý cho bạn sử dụng. Thì đây chính là một bộ đáp ứng được nhu cầu đó nhé, có hẹn giờ luôn. Đây bây giờ ta sẽ cắm thử điện và cho bạn xem cái tính năng của cái bộ đảo chiều công tơ sẽ làm cái gì đây và vận sử dụng ra làm sao. Cái bộ đảo chiều này lắp thì rất đơn giản, bây giờ mình sẽ vẽ trước cho bạn hình dung là cái cách lắp nhá. Đây sẽ lắp như này, bạn sẽ hình dung ra luôn này. Đây nha, bạn sẽ ghi vào đây nha. Đây mình sẽ lấy giấy dán cho nó dễ hình dung, bởi vì cái này nó hơi thấp thành ra nó hơi khó viết một chút. Đây nha, bạn hình dung này. Đây nó có công tơ này, cái này phải lấy giấy dán viết vào bạn nhá. Các bạn sẽ đánh dấu đây nhá. Ở đây nó sẽ có cái chữ A chữ N, bạn nhìn này, A N này. Thì cái này là các bạn quy định thôi, quy ước nhà cho nó dễ là được. Thì chỗ này mình sẽ ghi là công tơ 1 đấu vào đây nhá, 1 này ghi nhà. Thì về sau đó ông thích thì ông tự, tức cái ông mình gửi sản phẩm đi này, ông về ông không khóa thì ông có thể tự đổi lại bạn nhá. Đấy cho nó dễ. Công tơ 1, 2 đây là đầu điện vào nhà nhá. Sử dụng. Cái dây bên này sẽ đấu chung với nhau. Đấy, đấu này cho bạn dễ hình dung. Cái bộ này là có thể lắp thêm đèn được, nếu như bạn muốn thì có thể gắn thêm đèn nhé, gắn thêm đèn báo ở cái tủ tổng ấy, rất là dễ. Đây bắt đầu sẽ đấu dây này. Đây. Đây là mình sẽ đấu ở dạng demo thì sẽ là rắc cắm như thế này. Bộ này sẽ có một chức năng quan trọng nữa là giúp các bạn đảo chiều hệ thống điện trong nhà và không gián đoạn mà nhá. Thời gian chuyển mạch của nó khoảng 200 mili giây. Đấy, các bạn đấu dây điện ở dưới đầu trên công tơ sẽ như này nhá. Đây là cái dây công tơ 1 này. Đây là mình đấu ở mức đơn giản thôi, còn các bạn về đấu chặt cho mình nhá. Công tơ 2 nằm đây này. Đây. Là xuống đây đúng không? Thì đây là hai cái đầu vào của hai công tơ nằm ở đây. Đấy, mình để dây nhà cho dễ hình dung. Đấy, còn cái đầu này là ra điện nhà các bạn sử dụng nhá. Mình sẽ lắp bằng cái bóng để demo cho bạn xem dễ hình dung. Phía dây dưới các bạn sẽ đấu này cho mình nhá. Dưới này, đầu điện trong nhà này. Thì là đầu cộng này, chung đầu cộng này, đầu trừ trong chung đầu trừ này. Chung với nhau ra hệ thống điện nhà các bạn sẽ nằm đây nhá. Ở dưới này các bạn muốn an toàn thì có thể lắp thêm cái áp nữa, tùy các bạn. Ở đầu trên này cũng thế, nếu muốn thì lắp thêm hai cái áp đầu vào đấy, tùy các bạn có thể lắp thêm nhé. Giờ mình sẽ cấp điện cho bạn xem này. Xong này, ta sẽ cấp điện vào hai công tơ nhé. Đây mình đang cấp điện vào hai công tơ rồi, các bạn sẽ nhìn thấy hệ thống đang hoạt động này. Đây mô hình cho bạn xem, hình dung dễ hình dung nhé. Bây giờ mình chuyển công tơ, các bạn nhìn này. Đấy, thấy chưa? Đấy, chuyển hai công tơ. Đây là mình chuyển bằng tay nhá, chuyển bằng tay. Các bạn muốn có thể gạt bằng tay bằng trên cái nút này được, gạt bằng tay nhỉ. Đấy, chuyển bằng cái này. Đấy. Nhưng mà thường thì ít người chuyển bằng tay bằng cái này lắm bạn ạ. Chuyển hai công tơ theo tháng. Từ trong tháng các bạn có thể cài chọn cái ngày chuyển, rất đơn giản luôn. Đây mình vẽ sơ đồ chi tiết luôn này.
Cái này thì bạn xem video một lần là cài được, lần sau lắp rất là dễ luôn. Bộ này là đã được fix lỗi theo cái nhà sản xuất mà nhá. Còn nếu bạn mua lẻ về lắp là khả năng nó bốc khói hơi cao ấy. Đây, bây giờ tao vào tiến hành cài nhá. Cái này cài bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn cài, vì cái này mình cài một lần nó cho cái anh ấy xem luôn cái cài. Ấn MD mở khóa trước nhá. MD này, mở khóa bạn nhìn này. Nó tắt chữ lock đi nhá. Tắt lock các bạn nhìn này, tắt lock này. Bấm nút sang này. Bây giờ cài ngày giờ này. Đây là cái chức năng cài ngày giờ đầu tiên. Bây giờ 15 giờ 16, chờ chút. Giờ 16, đây là dây, dây thì không không quan trọng lắm, bạn sẽ để nguyên thế thôi. Xong này. Mình sẽ cài là off trước nhá. Auto on, các bạn chú ý là auto on thì chọn off trước. Mình sẽ chọn là auto on, mình sẽ chọn off trước nhá. Off ông này quên mất cài bao nhiêu rồi. 15 hàng tháng, ông này cài 15 hàng tháng. Bây giờ mình sẽ chuyển này, hôm nay là ngày 31 rồi, đến ngày 15. Sẵn 15 nhỉ? Ông này đặt 15 là chuyển kiểu gì nhỉ? Ồ, một tháng chỉ chuyển có ngày 15 rồi à? Bây giờ mình sẽ ghi vào đây nhá. Ngày 30 chuyển và ngày 15 chuyển, thì hôm nay là ngày 31 rồi thì ta sẽ cho ngày 15 chuyển mà nhá. Auto on rồi. Ấn MD mở khóa này. Ấn MD cộng chữ R này. Đấy, ở đây cài ngày tháng 5 nhé. Ở đây là 5. Đấy, cái năm các bạn sẽ cho năm 20. Sang đây là đến tháng. Chọn tháng nhé. Tháng mấy thì bạn cài thôi. Bây giờ đang là tháng 8. Cuối cùng tháng 8 rồi, 31 tháng 8. Bạn nhìn này, nó ra đúng 31 tháng 8 luôn này. Đúng 31 tháng 8 nhé, chuẩn chưa? Ok, xong nhé. Ngày tháng 5 cài xong này. Ấn MD này. Xong, MD tiếp này. Thì ta sẽ chọn là auto. Mình sẽ cho nó off trước nhá. Cái này cài một lần thôi, lần sau bạn dễ cài lắm. Đang là auto on thì sẽ chọn off, off trước, off mình sẽ chọn ngày 15 trước nhá. Off trước. Sang cho ngày 15 off này. Cái này lắp đơn giản lắm rồi. 15 off này. Xong này. Và cho vào khoảng 1 giờ đêm nhá. Xong. 1 giờ đêm ngày 15 và đến ngày 30 chuyển tiếp. Ấn luôn lên này, on này. Ngày 30 này. Đấy, lắp là đơn giản vô cùng luôn này. 30. Đấy, ngày 30. Cũng tầm khoảng 1 giờ đêm. Tầm 1 giờ đêm thì thiết bị nó đang ngắt, không sử dụng, nên các bạn yên tâm về vấn đề là dùng lúc tầm 1 giờ đêm thì yên tâm là điện nó ra rất là ổn định nhé. Chạy đêm mà nên nó an toàn lắm. Đồ điện nó tắt hết không? Công suất rất là thấp. 1 giờ đêm xong này. On xong. Ấn nút MD khóa nhé. 15 giờ 20. Xong. Đây mình mở khóa cho bạn xem cài đặt trong này. Ấn MD này. Xuống nhé. Đây là 15 này. Đấy, lúc 1 giờ đêm xong này. Và ngày 30 chuyển, tức là ngày 30 chuyển một lần và 15 chuyển một lần. Sang này, lúc 1 giờ đêm này, xong nhé. Xong. Auto on. Đấy, các bạn nhìn mình bấm này. Đây là chạy chế độ nhá. Phải chú ý là auto on thì phải chọn là off trước nhá. Auto on phải chọn off trước, bạn nhìn này. Cái này nó hơi bị lóa đèn, mình sẽ bỏ đây cho bạn dễ nhìn đây. Auto on chọn off trước. Đấy, các bạn nhìn hình dung là đơn giản vô cùng luôn. Đây. Họp này. Bộ này là chuyển mạch không gián đoạn đấy nhá. Thời gian chuyển mạch của nó khoảng 200 mili giây. Đã xong đấy. Rồi các bạn theo clip mình mang nhé. Chúc bạn tìm một cái bộ chuyển hai công tơ. Mình cho bạn xem là cái phần cài đặt, sau đó phần lắp đặt luôn nhé. Lắp đặt. Bộ này các bạn muốn lắp thêm đèn thì sẽ cắm vào đây cho mình này. Một cái vào đây. Một cái vào đây. Đấy, vẫn là hai dây đèn ở đây nhá. Thì bạn lắp như vậy là sẽ có đèn chạy luôn. Thì các bạn muốn thì có thể là bộ này cất trong hộp và để hai cái đèn báo, thì các bạn sẽ biết là đang chuyển công tơ mấy. Rất là dễ. Và để cái màn hình ở ngoài thôi. Đơn giản vô cùng luôn.